8 loại rau rất giàu canxi, cực tốt cho sức khỏe, biết mà ăn sớm, sống khỏe mạnh cả đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết sữa, tôm, thịt bò, vân vân là những thực phẩm có hàm lượng canxi dồi dào. 100g sữa chứa khoảng 125mg canxi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng có những loại rau cung cấp nguồn canxi cực lớn hơn cả sữa, giá thành lại rẻ. Vậy thì đó là những loại rau gì? Hãy cùng xem ngay trong video ngày hôm nay nhé! 8 loại rau rất giàu canxi, cực tốt cho sức khỏe, biết mà ăn sớm, sống khỏe mạnh cả đời. Nhu cầu canxi của từng độ tuổi theo khuyến cáo của Viện Y khoa Mỹ từ 0 đến 6 tháng là 210mg, từ 7 đến 12 tháng là 270mg, từ 1 đến 3 tuổi là 500mg, từ 4 đến 8 tuổi là 800mg, từ 9 đến 18 tuổi 1300mg, 19 đến 50 tuổi 1000mg, trên 51 tuổi 1200mg. Phụ nữ mang thai và cho con bú thì cần một lượng khoảng 1300mg. Người trưởng thành cần 1000mg canxi mỗi ngày và hàm lượng này sẽ tăng lên từ 1200 đến 2000mg mỗi ngày với người cao tuổi từ 50 đến 70 tuổi. Vì đây là đối tượng cần nhiều canxi để bảo vệ xương khớp. So với những chất khoáng khác của cơ thể thì chúng ta cần lượng canxi cao hơn và do đó lựa chọn ăn thực phẩm nhiều canxi là điều rất quan trọng. Thiếu canxi gây bệnh gì và triệu chứng như thế nào? 1. Bệnh loãng xương. Canxi là một trong những thành phần cấu tạo nên xương. Chính vì vậy mà thiếu canxi thì bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Căn bệnh này có thể khiến bạn dễ bị gãy xương dù chỉ ngã hoặc va chạm nhẹ. Ngoài ra, thiếu canxi còn gây nên bệnh thoái hóa, nhất là ở đốt lưng và đốt sống cổ. Với những dấu hiệu như giảm chiều cao, bị gù lưng, xương dễ gãy, đau nhức xương khớp. 2. Bệnh tiểu đường. Thiếu canxi khiến cơ thể tiết insulin một cách bất thường, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhiều thống kê cho thấy 60% người bị tiểu đường có kèm theo chứng loãng xương. Với những dấu hiệu là người lớn hay bị căng thẳng thần kinh, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh. Trẻ em hay giật mình vào ban đêm, khó ngủ, rụng tóc hay đổ mồ hôi. 3. Bệnh tim mạch. Hàm lượng canxi trong máu thấp chính là nguyên nhân làm giảm co bóp cơ tim, dẫn đến hàng loạt bệnh lý liên quan đến tim mạch. Và dấu hiệu của bệnh tim mạch là khó thở, mệt, hơi thở ngắn. 4. Xơ cứng động mạch. Canxi thường có trong xương và máu. Khi không được bù đắp đủ lượng cần thiết thì canxi sẽ từ xương di chuyển vào trong máu, kích thích hút cholesterol vào huyết quản và gây ra bệnh xơ cứng động mạch. Dấu hiệu của bệnh xơ cứng động mạch là trẻ em lâu biết ngồi, chậm đi. Còn đối với người lớn thì thường bị chuột rút và xuất hiện những cục nhỏ dưới da. 5. Bệnh tiêu hóa. Cơ thể thiếu canxi sẽ làm giảm lượng axit, dịch vị và men albumin trong dạ dày tăng cao. Hậu quả là sau một thời gian dài, đường tiêu hóa bị viêm loét nặng còn có thể gây ra tử vong. Với những dấu hiệu như đau bụng, tiêu chảy. Vậy, ăn những gì để đáp ứng được nhu cầu canxi cho cơ thể? Nhắc tới thực phẩm giàu canxi thì chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng ngay tới sữa vì nó quá phổ biến. Và loại thực phẩm này còn được quảng cáo rầm rộ là có khả năng giúp trẻ thông minh, cao lớn. Tất nhiên, sữa là một nguồn bổ sung canxi tốt, không thể được phủ nhận điều đó. Nhưng không phải sữa là duy nhất. Khi nói đến nguồn bổ sung canxi cho cơ thể, rất nhiều người nghĩ ngay đến uống sữa hay ăn hải sản, mà quên rằng trong rau củ quả cũng là nguồn phong phú và rất giàu canxi giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày. Dưới đây là một số loại rau cực giàu canxi mà chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn mỗi ngày. Top 8
8 loại rau củ giàu canxi nhất mà bạn nên biết. 1. Cải xoăn. Cải xoăn là loại thực phẩm có chứa nhiều canxi, dễ hấp thu hơn so với sữa. Loại rau này có chứa nhiều vitamin K giúp tích tụ canxi vào trong xương. Và cải xoăn là thực phẩm chứa nhiều canxi hơn cả sữa. Theo đó, trong một chén cải xoăn tương đương với 67g thì có khoảng 9% RDA sao canxi. Đặc biệt là canxi trong cải xoăn còn dễ hấp thu hơn so với sữa. Ngoài canxi của loại rau này thì còn có chứa khá nhiều vitamin K, nhân tố hình thành của osteocalcin giúp tích tụ canxi vào trong xương. 2. Rau cải chip. Cũng là một loại rau giàu canxi nhất. Cải chip mang lại cho bạn tới 1.005mg canxi chỉ với một lượng nhỏ là 100g rau trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, cải chip còn bổ sung đầy đủ những loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của bạn như vitamin A, vitamin C, folic acid, sắt, beta-carotenin và kali, giúp cho cơ bắp và các dây thần kinh luôn luôn khỏe mạnh. Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe mắt thì cải chip còn là một thực phẩm mà bạn nên bổ sung bởi các beta-carotenin, xilin, vitamin K và vitamin C trong cải chip sẽ phối hợp cùng với nhau trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe mắt cho bạn. 3. Rau dền. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm ra được trong 100g lá rau dền có chứa đến 267mg canxi, đáp ứng được 50% canxi cho mỗi người mỗi ngày. Hàm lượng này được cho là cao hơn cả sữa bò và rau cải chip. Và cũng chính nhờ vào lượng canxi dồi dào mà rau dền đã trở thành một trong những loại rau được những người bệnh có vấn đề về xương khớp ưu tiên lựa chọn trong thực đơn hàng ngày. 4. Giá đỗ. Trong 100g giá đỗ xanh thì có chứa tới 38g canxi. Ngoài ra, giá đỗ còn có chứa thêm hoạt chất phytin estrogen và isoflavone, hợp chất có tác dụng làm tỷ lệ hao xương, kích hoạt hình thành tế bào xương. Do vậy mà giá đỗ có tác dụng khá tốt trong việc bảo vệ chống lại sự loãng xương. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại rau giàu dưỡng chất vừa ngon vừa rẻ thì giá đỗ cũng sẽ không khiến cho bạn thất vọng. Với hàm lượng dồi dào protein, glucid, phosphor, sắt, vitamin B2, phosphor, vitamin B6, vitamin C và vitamin E thì giá đỗ chính là siêu thực phẩm mà bạn nên có trong tủ lạnh của mình. 5. Súp lơ. Một bát nhỏ súp lơ nấu chín có thể chứa đến 63mg canxi, tương đương với 6% lượng canxi mà cơ thể cần hàng ngày. Ngoài canxi thì loại rau này còn có chứa hàm lượng cao những chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như vitamin A, vitamin C và vitamin B6. Đối với những bạn muốn giảm cân thì hàm lượng dồi dào chất xơ, protein, chrome, carbon hydrate của súp lơ rất có ích. Chưa dừng lại ở phosphor chemica thì chất chống oxy hóa trong súp lơ cũng cho là có khả năng chống lại bệnh tật và những bệnh nhiễm trùng. 6. Củ cà rốt. Cà rốt có chứa một lượng chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, 5mg mỗi bát ăn và khoảng canxi là 96mg mỗi bát ăn. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ thời kỳ mãn kinh, không có đủ canxi nên ăn cà rốt hàng ngày còn có thể hỗ trợ xương chắc khỏe hơn. Ngoài ra, các chất xơ hòa tan chủ yếu là pectin trong cà rốt cũng được đánh giá là có khả năng giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Đồng thời, hàm lượng vitamin A dồi dào có trong loại củ này cũng là nhân tố mang lại cho bạn một làn da hồng hào, khỏe mạnh. 7. Măng tây. Các bác sĩ khuyến cáo chúng ta không nên chăm chỉ bổ sung canxi cho cơ thể mà quên đi rằng việc cung cấp thêm kali, vitamin A, vitamin C và vitamin E. Thông qua việc ăn măng tây thường xuyên thì bạn có thể đáp ứng được phần nào những dưỡng chất mà chuyên gia khuyến cáo như trên.
Theo đó, các nhà khoa học đã tìm ra được khoảng 24mg canxi trong 100g mang tây. Và hàm lượng này đáp ứng được khoảng 2% canxi mà cơ thể con người cần mỗi ngày. Bổ sung đầy đủ canxi và những dưỡng chất có trong mang tây không chỉ giúp cho xương chắc khỏe, hỗ trợ điều trị đau lưng và một số bệnh liên quan tới thoái hóa đốt sống cổ, mà còn giúp bạn bảo vệ được hệ xương khớp, tránh tình trạng hư hỏng, đồng thời tăng cường hình thành sụn. 8. Bắp cải. Bắp cải có chứa nhóm thành phần dinh dưỡng như vitamin B, vitamin K, vitamin C, canxi, phosphor, kali, axit hữu cơ, chất xơ và rất nhiều những chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho cơ thể. Đặc biệt trong số đó, lượng canxi, sắt, phosphor trong bắp cải thuộc một trong 5 loại rau hàng đầu. Trong đó, hàm lượng canxi là nhiều nhất và gấp 5 lần so với dưa chuột và 7 lần so với cà chua. Cha mẹ nên bổ sung bắp cải thường xuyên và cho trẻ nhỏ để tăng cường phát triển chiều cao nhé. 6 loại thực phẩm đang làm mất dần canxi trong cơ thể. Tiêu thụ càng nhiều thì xương càng mềm như xốp. Thực tế, rất nhiều người đang bổ sung canxi một cách vô tội vạ, không khoa học. Đặc biệt, các chuyên gia y tế cho biết có rất nhiều loại thực phẩm có thể vô tình đẩy nhanh quá trình mất dần canxi trong cơ thể. Trong đó, có 5 loại thực phẩm nếu bạn ăn quá nhiều trong thời gian dài mà có bổ sung canxi cũng không có tác dụng gì. 1. Cà phê. Trong rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, thường có thói quen uống cà phê hàng ngày. Thậm chí, có người uống đến vài cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, nên hạn chế uống cà phê để đảm bảo sức khỏe và không rơi vào trạng thái thiếu canxi. Cà phê có chứa nhiều caffeine, vậy việc hấp thụ quá nhiều caffeine vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi ở một mức độ nhất định. Đồng thời, nó cũng đẩy nhanh quá trình mất canxi. Điều này là do caffeine có tính kích thích, không chỉ giữ lại trung khu thần kinh của con người luôn ở trong trạng thái hưng phấn mà còn thúc đẩy quá trình co mạch. Sau khi mạch máu co lại, lượng nước tiểu trong cơ thể sẽ tăng lên, canxi trong đó cũng tăng lên và bị đào thải ra bên ngoài. 2. Thực phẩm qua tinh chế. Thực phẩm tinh chế là những loại thực phẩm thiếu chất xơ như gạo chả sát kỹ, bột mì chế biến kỹ, rau xanh xay quá nhỏ, thịt, sữa và những chế phẩm từ sữa. Tuy rằng tiện lợi và được nhiều người hiện đại yêu thích, nhưng cần biết quá trình tinh chế có thể làm mất canxi trong chính thực phẩm đó. Ngoài ra, thực phẩm chế biến tinh chế có hàm lượng đường cao hơn và trong quá trình chuyển hóa đường cũng cần đến canxi, nên khiến cơ thể phải tốn nhiều canxi hơn hẳn so với bình thường. 3. Thực phẩm chứa mỡ động vật. Thực phẩm chứa mỡ động vật rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày là mỡ thịt lợn, mỡ gà, da động vật, đặc biệt là da lợn, gà hay vịt. Bản thân những thực phẩm này có hàm lượng canxi thấp và nhiều chất béo. Hơn nữa, lớp mỡ dưới da có chứa rất nhiều cholesterol, axit béo. Nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình mất canxi và còn là thủ phạm chính gây nên bệnh tim mạch, béo phì. 4. Thịt đỏ. Thông thường, sau tuổi 35, cơ thể sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái mất canxi. Nhưng nếu bạn ăn quá độ nhiều thịt, vào quá trình này sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Lý do là vì hấp thụ quá nhiều protein, phosphor trong thịt gây nên áp lực cho toàn bộ cơ thể, ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi và đẩy nhanh quá trình mất canxi. Các chuyên gia khuyến nghị một người không nên ăn quá 100g thịt đỏ mỗi ngày và nên chọn ăn thịt tươi thay vì chế biến sẵn để đảm bảo cho sức khỏe. 5. Thức ăn quá mặn. Đây là một trong những lỗi thường mắc nhất, đẩy nhanh việc mất canxi trong cơ thể, khiến nhiều người dù có bổ sung bao nhiêu vẫn gặp phải vấn đề thiếu canxi. Ăn thức ăn có hàm lượng muối cao trong thời gian dài có thể dẫn đến cơ thể hấp thụ quá nhiều natri.
nếu natri vào cơ thể sẽ làm tăng lượng canxi trong nước tiểu. Sau đó, canxi sẽ bị đào thải ra ngoài và nhanh hơn bình thường. Ngoài ra, bản thân natri khi vào cơ thể với lượng lớn sẽ có phản ứng tiêu cực với canxi, làm ảnh hưởng tới hấp thụ và chuyển hóa canxi. 6. Thực phẩm có chứa nhiều axit oxalic. Axit oxalic là axit hữu cơ có tính axit khá mạnh, gấp khoảng 10.000 lần axit acetic ở điều kiện thường tồn tại dạng tinh thể, dễ tan trong nước và tạo ra dung dịch không màu có vị chua. Axit oxalic có trong tự nhiên ở một số loại thực phẩm có vị chua như sắn, rau chân vịt, rau muống đỏ, măng, súp lơ xanh, cải song, rau diếp, mang tây, khoai tây hay cà tím. Nếu hấp thụ quá nhiều những chất này sẽ dẫn đến phản ứng tương tự như kết tủa hoặc là tạo thành muối canxi dạng rắn. Muối canxi này rất khó hòa tan trong dạ dày và ruột, khiến bạn giảm năng suất hấp thụ canxi và gây ra tình trạng thiếu canxi. Ngoài việc ăn uống điều độ những thực phẩm trên thì các chuyên gia cũng khuyên rằng là nên tăng cường bổ sung ngũ cốc thô trong khẩu phần ăn hàng ngày. Không chỉ có tác dụng bổ sung vitamin cho cơ thể mà nó còn có cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Và bạn cũng nên chú ý đến môn thể thao ngoài trời, thường xuyên ra nắng để bổ sung canxi và giúp cho quá trình hấp thụ canxi đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là 8 loại thực phẩm giàu canxi mà bạn nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu như bạn không thể ăn được chúng hoặc có nhu cầu về canxi cao hơn bình thường, ví dụ đang mang thai, thì có thể sử dụng thêm các loại thuốc bổ canxi phù hợp. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi ở trên đây sẽ giúp cho bạn có câu trả lời thiếu canxi nên ăn gì. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của chương trình.